Xin chào các em. Hôm nay chúng ta qua chuyên đề thứ tư, muốn nói với các em về hai chuyện, đó là nguyên hàm và tích phân. Ở trong chuyên đề này chúng ta sẽ thầy giới thiệu cho các em một số những cái phương pháp thường gặp, những phương pháp lạ để mà tính một cái tích phân, một cái nguyên hàm. Nó tương đối đặc trưng cho một số những cái dạng toán mà chúng ta cũng thường gặp ở trong bộ đề. Bây giờ chúng ta xem ví dụ thứ nhất. Đề bài cho chúng ta như sau: tích phân từ 0 đến x bình phương của ft dt bằng sin 2x. Yêu cầu rằng tính giá trị của f bi bình phương. Thế bây giờ ở đây thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ đặt f lớn là nguyên hàm của hàm số f nhỏ. Thế theo định nghĩa của nguyên hàm thì đạo hàm của f lớn sẽ bằng f nhỏ. Chuyện đó là hiển nhiên. Bây giờ chúng ta theo giả thiết thì chúng ta có được sin 2x bằng tích phân từ 0 đến x bình phương của ft dt. Thế vừa rồi thì chúng ta thấy chúng ta đặt f lớn là nguyên hàm của f nhỏ. Như vậy thì ft nguyên hàm của f nhỏ t là f lớn t, đúng không nào? Lấy trên đoạn từ 0 đến x bình phương. Ta thay x bình phương vào thì ta có được f lớn x bình phương. Rồi trừ cho thế số 0 vào, chúng ta có trừ cho f lớn 0. Tiếp đó chúng ta lấy đạo hàm hai vế. Đạo hàm của sin 2x thì bằng 2 lần cos 2x. Đạo hàm của sin bằng cos. Thế rồi đạo hàm của f lớn x bình phương thì đã ra được là u bằng u phẩy nhân f phẩy u. Tức là đạo hàm của x bình phương được là 2x nhân cho f phẩy của x bình phương. F lớn 0 của chúng ta nó là một hằng số, nó là một giá trị cố định, nó là hằng số. Do vậy mà đạo hàm của f 0 bằng 0. Rồi như vậy thì ở đây chúng ta lại thấy tiếp. Ta có được f lớn phẩy x bằng f nhỏ x, cho nên f lớn phẩy x bình phương của chúng ta bây giờ nó bằng f nhỏ x bình phương theo cái tính chất của nguyên hàm. Như vậy nó bằng 2x f nhỏ x bình phương. Đề bài yêu cầu chúng ta đi tính f bình phương, như vậy thì ta sẽ chọn giá trị x bằng bi thế vào để nó có được cái bi bình phương phù hợp với lại đề bài yêu cầu. Như vậy ta chọn x bằng bi thì vế trái cho ta được cái gì? 2 lần cos 2b. Còn vế phải cho ta được cái gì? 2b cos 2b f của bi bình phương. Từ đây ta dễ dàng ta tính được f của bi bình phương, và ở đây thì cos 2b nó bằng bao nhiêu? Bằng 1. Vậy thì ta rút ra được f của bi bình phương bằng 1 chia bi. Và phương án đúng chúng ta chọn đó là phương án C. Đấy cũng là một trong những cái bài mà chúng ta sử dụng cái định nghĩa của nguyên hàm để mà chúng ta đi tính giá trị của một cái của một hàm số tại một cái điểm nào đó. Chúng ta thấy cái phương pháp của nó là như thế. Chúng ta xem tiếp ví dụ số 2. Cũng mang cái tính chất đi cái kiểu đi tính một cái tích phân. Thế thì ở đây chúng ta để ý cái biểu thức để bài cho chúng ta. Đó là f phẩy x nhân cho 1 cộng fx tất cả bình phương bằng f lũy thừa 4x nhân cho x trừ 1 tất cả bình. Thế thì chúng ta để ý với nhau một chút, đề bài y cho chúng ta giả thiết fx khác 0 với một x thuộc đoạn 1,3. Do vậy mà trên đoạn 1,3 đó chúng ta có thể chuyển cái f lũy thừa 4x sang vế trái. Thì chúng ta được cái gì nào? F phẩy 1 cộng f tất cả bình chia f mũ 4. Và vế phải của chúng ta chỉ còn là x trừ 1 tất cả bình phương. Tiếp đó chúng ta lấy nguyên hàm hai vế. Thế thì chúng ta có được nguyên hàm vế trái bằng
với nguyên hàm của vế phải. Và nguyên hàm của x trừ 1 tất cả bình phương thì chuyện này chúng ta có công thức rồi. Nó bằng cái gì? Bằng x trừ 1 đi thừa 3 chia 3. Nhưng mà khi chúng ta lấy nguyên hàm thì xin thưa đừng quên chúng ta còn phải cộng thêm cho hàng số C, bởi vì chúng ta có nguyên một họ nguyên hàm của nó. Thế rồi bây giờ ở đây thì chúng ta tiếp tục như sau. Chúng ta để ý với nhau ở cái biểu thức f'x dx của chúng ta. F'x dx chẳng qua là chúng ta, nó chính là lấy đạo hàm. Nếu mà chúng ta đổi biến bằng cách đặt t bằng f(x) thì nó ra được là dt bằng f'x dx. Thay vì chúng ta đổi biến t như vậy thì chúng ta thay cái f'x dx này bằng cái d của f(x), có nghĩa là đạo hàm của f. Như vậy thì chúng ta sẽ biến đổi như sau. F'dx chúng ta viết lại thành d của f(x). Rồi, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, nếu mà trên tử số chúng ta khai triển nó ra thì được 1 cộng 2 fx cộng f bình phương x, để chúng ta tách cái nguyên hàm của chúng ta ra được thành tổng hiệu các nguyên hàm cơ bản. Và tách nó ra được bao nhiêu? 1 chia cho f đi thừa 4 cộng cho 2 f chia cho f mũ 4 thì ra được là 2 chia cho f lũy thừa 3. Và ở đây f bình phương chia cho f lũy thừa 4, chúng ta còn lại 1 chia f bình phương. Và xin thưa, lúc này biến của chúng ta là fx, bởi vì đây là d của fx. Thế thì một cách dễ dàng, công thức cho ta có nguyên hàm của 1 chia f lũy thừa 4 với biến là f thì ta có được bằng bao nhiêu? Trừ 1 chia 3 f lũy thừa 3 của fx. Tương tự cho hai cái nguyên hàm còn lại, chúng ta có được 2 với 2 đơn giản hết, ở trên tử còn lại 1 chia f bình phương x. Nguyên hàm của 1 chia fx bằng trừ 1 chia f. Đó. Rồi ở đây đã lấy nguyên hàm thì phải nguyên tắc cộng cho một cái hằng số c nào đó. Và dĩ nhiên cái c phẩy này nó không giống cái c ở trên. Nhưng mà lũ dẫu sao thì c và c phẩy của chúng ta cũng chỉ là những hằng số. Do vậy mà cái trừ c, cái cộng c phẩy này ta chuyển sang ta thành c trừ cho c phẩy. Thì lúc đó chúng ta thấy c, c phẩy cũng là hằng số, thì c trừ cho c phẩy cũng là hằng số. Và hằng số đó thì thôi ta đại diện cho nó là chữ c. Như vậy thì ta gộp cái c phẩy này với cái c này thành cái c ở trên thôi. Cho nên chúng ta không cần cái c phẩy này nữa. Chúng ta xóa cái c phẩy này đi. Rồi bây giờ chúng ta lại để ý với nhau một chuyện này. Chúng ta sẽ đi tìm cái hằng số c này bằng cái giả thiết sau đây. Đó là ta có được cái f1 bằng trừ 1. Ta thay x bằng 1 vào thì ta có được cái f1 bằng trừ 1. Cho nên là ta thấy x bằng 1 vào đây nhé. X bằng 1 vào vế trên này thì 1 trừ 1 hết thì còn lại hằng số c của chúng ta thôi. Đúng không nào? Rồi ở đây x bằng 1 ta thế vào đây thì cả cái chỗ này của chúng ta 1 chia cho trừ cho 1 chia cho 3 mũ 3 cho f mũ 3x thì nó ra được là 1 phần 3. Còn chỗ này của chúng ta được trừ 1, chỗ này được cộng 1 thì gộp lại nó ra được 1 phần 3, đúng không nào? Vậy thì C của chúng ta bằng 1 phần 3. Ta xóa cái C này đi, ta thay nó bằng 1 phần 3. Vậy tóm lại, ta có được x trừ 1 đi thừa 3 chia 3 cộng 1 phần 3 bằng cái, cả cái biểu thức này. Và ta chuyển ba cái dấu trừ này sang bên trái cộng 1 phần 3 thì nó bằng x. Chuyển cái này sang bên phải thì ta có được dấu trừ ở đây. Tóm lại chúng ta có được cái biểu thức như ở dưới này. 1 chia cho 3 mũ. Đó. 1 chia cho 3 f mũ 3 x vân vân. Và bằng cái số này từ cái giả thiết ở phía trên. Chúng ta ghi chú cái biểu thức này để chúng ta sang trang mới như sau. Thế thì lúc này vừa rồi chúng ta có được điều này. Thế thì vế trái của chúng ta bây giờ chúng ta sẽ quy đồng mẫu số như sau. Mẫu số chung của chúng ta là bao nhiêu? 3 f lũy thừa 3 của x. Vậy trên tử ở đây đã có rồi, trên tử nó là số 1. Ở đây còn thiếu 3 lần fx. Ở đây còn thiếu 3 lần f bình phương x. Và đây còn thiếu f lũy thừa 3x. Chúng ta để ý với nhau một chút ở trên tử số. Tử số của chúng ta nó mang hình ảnh là hàng đẳng thức a cộng b tất cả lũy thừa 3. Như vậy thì ở trên tử của chúng ta được cái gì? F1 cộng cho fx tất cả lũy thừa 3. Và ở dưới chúng ta được là 3 f lũy thừa 3x. Như vậy thì hàng ở trên bằng với hàng ở dưới. Chúng ta thấy có số 3 ở mẫu, số 3 ở mẫu. Chúng ta đơn giản số 3 đi. Như vậy thì chúng ta có được trừ x trừ 1 lũy thừa 3 nó bằng 1 cộng fx lũy thừa 3 chia cho f lũy thừa 3 của x. Chúng ta lấy căn bậc 3 hai vế thì cuối cùng chúng ta được cái gì? Ta có được 1 cộng fx
chia cho fx lấy căn bậc 3, dấu trừ xin lưu ý vẫn còn ở đây. Vậy thì ta có được 1 cộng x chia cho fx bằng trừ cho mở ngoặc x trừ 1. Và đây là nếu ta quy đồng f lớn, xin lỗi, ta quy đồng fx lên, ta rút fx ra thì điều này không còn khó nữa. Thì lúc này ta có được fx của chúng ta bằng trừ 1 chia x. Và đề bài yêu cầu chúng ta đi tính tích phân từ 1 đến 3 của fx dx. Thì cái việc này quả thực không khó. Nguyên hàm của 1 chia x chúng ta biết nó bằng log neighbor của 3. Như vậy thì thế cận vào chúng ta ra được là trừ log neighbor của 3. Và phương án đúng của chúng ta là phương án A. Thế thì thông qua cái bài toán ví dụ số 2 này, chúng ta cũng có được một số những cái kinh nghiệm trong vấn đề xử lý cái nguyên hàm, xử lý cái chuyện mà chúng ta đi tìm cái hằng số C, và thông qua đó chúng ta xác định cái hàm số fx để chúng ta đi tính cái tích phân mà đề bài yêu cầu. Để có được thành công như hôm nay, tôi đã có những ước mơ, và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình bắt đầu từ Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU. Đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực, SIU mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Chúng tôi đã được truyền cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin. Chúng tôi được học cách học, cách nghĩ và cách sống. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay. Hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế, nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Với đội ngũ giáo viên giỏi, dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp cho sinh viên có những kiến thức cơ bản nhất, đáp ứng được ngay các doanh nghiệp bên ngoài khi bước ra trường. Em rất là may mắn khi đã được là một sinh viên của trường. Trường không phải chỉ cung cấp cho em những kiến thức, những kỹ năng, mà thực sự đó là cả những cái cơ hội để mà khi em bước chân vào một công ty nào đó, bước chân vào đời, thì đó thực sự là một bước chân vững vàng. Kỹ năng và niềm tin, đó là hai giá trị lớn nhất mà tôi đã được nhận từ Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Và trên hành trình 10 năm kể từ khi tốt nghiệp cho đến nay, trải qua nhiều công việc khác nhau, thì những điều được học và trải nghiệm tại trường luôn theo cùng tôi. Tôi tự hào là sinh viên khóa đầu tiên của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học. Chúng ta xem tiếp ví dụ thứ 3. Đề bài cho chúng ta y bằng tích phân từ 0 đến log neighbor của 2 của f ơ mũ x cộng 1 dx bằng 5. Và tích phân từ 2 đến 3 của 2x trừ 3 fx chia cho x trừ 1 dx bằng 3. Đề bài yêu cầu chúng ta đi tính tích phân từ 2 đến 3 của fx. Thế thì có một cái kinh nghiệm sau đây. Nếu chúng ta gặp một cái tích phân mà có chữ mũ thì thường chúng ta sẽ đổi biến bằng cách đặt t bằng mũ. Cụ thể như sau. Ở đây là ơ mũ x cộng 1, do vậy chúng ta sẽ đặt t bằng ơ mũ x cộng 1 luôn. Và chúng ta lấy vi phân hay vế thì chúng ta có được dt bằng ơ mũ x dx. Để chúng ta đổi cận. Khi x của chúng ta bằng 0. Thế 0 vô ơ mũ 0 bằng 1 cộng 1, như vậy thì chúng ta có được t bằng 2. Với giá trị x bằng log neighbor của 2, ơ mũ log neighbor của 2 bằng 2 cộng 1 ra được 3, như vậy t bằng 3. Ta thay vào cái giả thiết thì ta có được y của chúng ta bằng cái gì? Log từ 0 đến log neighbor của 2. Và chúng ta chú ý rằng để thay toàn bộ chữ x thành chữ t thì ở đây dt nó bằng ơ mũ x dx, mà trong khi đó tích phân ban đầu không có. Như vậy chúng ta sẽ giải quyết bằng cách như sau. Chúng ta viết lại f của ơ mũ x cộng 1 để có ơ mũ x dx. Chúng ta giải quyết bằng cách chúng ta nhân cả tử lẫn mẫu cho ơ mũ x. Trên tử ơ mũ x thì đương nhiên dưới mẫu cũng phải là ơ mũ x. Như vậy thì lúc này ơ mũ x dx đã xuất hiện trong tích phân. Chúng ta sẽ bằng tiếp. Vậy tương ứng với cận mới, x bằng 0 tương ứng với t bằng 2. X bằng log neighbor của 2 tương ứng với t bằng 3, có nghĩa là cận đi từ 2 đến 3. Chúng ta thay chúng vào. Ơ mũ x cộng 1 ta được thay bằng t, tức là ft. Rồi chia cho cái ơ mũ x ở dưới mẫu, chúng ta rút ra ơ mũ x bằng chuyển 1 sang được t trừ 1, đúng không nào? Còn ơ mũ x dx chúng ta vừa mới phân tích hồi nãy, nó chính là giá trị của dt. Và cái y này giả thiết cho biết bằng bao nhiêu? Bằng 5. Chúng ta có bằng 5 ở đây. Rồi xong.
được cái giả thiết thứ nhất. Chúng ta xem tiếp đến cái giả thiết thứ hai, đó là cái tích phân từ 2 đến 3 của cái biểu thức trong đó mà chúng ta đang quan sát bằng 3. Thế thì ở đây chúng ta thấy như sau, 2x trừ 3 và dưới mẫu lại là x trừ 2, cho nên chúng ta nghĩ đến cái chuyện như sau. Chúng ta tách cái 2x trừ 3 này ra thành 2x trừ 2 trừ 1 để có cơ hội đơn giản được cho 2x trừ 2 với x trừ 1 để tách ra thành hai cái nguyên hàm, hai cái tích phân như sau. Vậy thì tách ra đơn giản bớt đi, ta còn lại là tích phân từ đâu? Từ 2 đến 3 của 2 lần fx, đơn giản cho x trừ 1 đi, đúng không nào? Rồi còn nhân f vào được nữa thì ta được trừ cho tích phân từ 2 đến 3 của fx chia cho x trừ 1 dx. Và lưu ý, chúng ta có tích phân từ 2 đến 3 của ft chia t trừ 1 dt bằng 5. Thì tương ứng với nó, ta có tích phân từ 2 đến 3 của fx chia x trừ 1 dx cũng bằng 5. Nhưng mà ta thay cái tích phân này của chúng ta bằng 5. Và đề bài yêu cầu tính tích phân từ 2 đến 3 của fx dx đây. Thì ta chuyển trừ 5 sang thôi. 3 cộng 5 là 8, chia đôi nữa là 4. Như vậy chúng ta có được cái tích phân từ 2 đến 3 của fx dx bằng 4. Và đáp án của chúng ta chọn là phương án D. Như vậy ví dụ số 3 nó có một kinh nghiệm sau đây. Chúng ta quan sát cái tích phân đề bài cho, nếu mà có mũ thì thường chúng ta sẽ đổi biến bằng cách là chúng ta đặt T bằng cái mũ đó. Chúng ta xem tiếp đến ví dụ thứ 3. Thầy cho nó là tích phân chứa căn. Cho tích phân từ 0 đến 2 của fx dx bằng 1 và f2 bằng trừ 2. Tính tích phân từ trừ 1 đến 3 của f phẩy căn x trừ 1, căn của x cộng 1. Thế bây giờ ở đây chúng ta thấy như sau. Vừa rồi có mũ, ta đặt t bằng mũ. Bây giờ có căn thì ta đặt t bằng căn. Nhưng mà nó khác với cái bài mũ là đến đây chúng ta lấy vi phân ngay. Thì trước khi lấy vi phân hai vế, chúng ta nên lũy thừa để mất căn. Cụ thể ở đây chúng ta lũy thừa 2 thì chúng ta có được t bình phương bằng x cộng 1. Chúng ta lấy vi phân hai vế, đạo hàm của t bình phương bằng bao nhiêu? 2t dt. Đạo hàm của x cộng 1 bằng 1. Chúng ta thêm cái vi phân để x vào nữa. Chúng ta đổi cận. X khi x bằng trừ 1 thế vào, tương ứng với t bằng 0. X bằng 3. Ta thay vào thì tương ứng với nó t bằng 2. 3 cộng 1 là 4, căn là 2. Như vậy khi đó y của chúng ta bằng tích phân cận mới của chúng ta đi từ 0 đến 2. Đúng không nào? Ứng với giá trị t đó từ 0 đến 2. Còn cái căn của x trừ 1 này thì nó là t, tức là f phẩy t. Dx của chúng ta được thay bằng 2t dt. Vậy thì bây giờ đến đây chúng ta lại tiếp tục dùng phương pháp từng phần f phẩy nhân 2t chúng ta bằng cách như sau. Chúng ta đặt u và dv, phương pháp từng phần, đúng không nào? Nếu bây giờ ta đặt u bằng 2t thì đương nhiên phần còn lại nó là dv, phần còn lại là ai? F phẩy t dt. Thế thì ở đây là chúng ta đánh thiếu chữ dt đó. Thế thì u có u bằng 2t thì ta có được du bằng 2dt. Dv bằng f phẩy t dt thì ta có ngay v bằng ft, nguyên hàm của f phẩy bằng f. Đúng chưa nào? Vậy thì lúc này chúng ta thấy tích phân y của chúng ta bằng cái gì? Uv tức là 2 lần t nhân cho ft bằng 2t ft lấy trên đoạn từ 0 đến 2. Rồi trừ cho tích phân của VDU, tức là trừ cho tích phân từ 0 đến 2 của 2 lần FT DT. Thế bây giờ ta thế cận vào. Ta thế 2 vào thì ta được cái gì? 2 lần 2 là 4 F2. Ta thế 0 vào thì số 0 ở đây, 0 nhân cho F0 bằng 0. Rồi trừ cho 2 lần FT từ 0 đến 2 dt, mà ở đây giả thiết cho chúng ta biết tích phân từ 0 đến 2 của fx dx bằng 1. Như vậy thì ở đây nhân cho 2 ta có được nó là trừ 2, đúng không nào? Mà lại tiếp tục giả thiết cho biết f2 bằng mấy? Trừ 2. Trừ 2 nhân 4 là trừ 8. Trừ 8 trừ 2 nữa chúng ta được là trừ 10. Như vậy thì chúng ta có được cái tích phân mà đề bài yêu cầu tính bằng trừ 10. Phương án đúng của chúng ta là phương án B. Như vậy thì qua cái bài này chúng ta cũng nhận ra được nếu tích phân của chúng ta chứa căn thì thông thường chúng ta sẽ đặt t bằng căn. Rồi sau đó nó ra tích phân mới thì tùy theo từng bài. Đối với ví dụ số 4 thì chúng ta còn phải sử dụng thêm cái phương pháp từng phần để chúng ta ra được cái tích phân mong muốn.
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sau hơn 20 năm hình thành và phát triển đã và đang trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của thị trường lao động, trở thành thương hiệu và là điểm đến của mọi sinh viên trên khắp mọi miền đất nước. Hiện nay, trường có hơn 20.000 sinh viên đang theo học tại 5 khối ngành: sức khỏe, kinh tế, xã hội nhân văn, nghệ thuật mỹ thuật và kỹ thuật công nghệ. Nhiều chương trình đào tạo của trường được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và đang được đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUNQA của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Chất lượng đào tạo của trường cũng đã được khẳng định trên trường quốc tế qua việc được xếp hạng 4 sao bởi tổ chức QS-Star Anh Quốc và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia. Năm 2020, trường Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến thực hiện đồng thời 5 phương thức xét tuyển, bao gồm xét tuyển theo kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, xét điểm học bạ Trung học Phổ thông đạt 1 trong 3 tiêu chí, tổ hợp môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm, điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 hoặc tổng điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Riêng khối ngành sức khỏe áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thi tuyển đầu vào do trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, xét tuyển các thí sinh nước ngoài đủ điều kiện học tập theo diện cử tuyển. Trong năm nay, trường Đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục nhận hồ sơ đào tạo các chương trình bậc thạc sĩ, cử nhân, hệ đào tạo từ xa với văn bằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Ngoài ra, sinh viên lựa chọn theo học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành còn có cơ hội được trở thành sinh viên quốc tế nếu theo học các chương trình đào tạo liên kết với các trường đại học tiên tiến trên thế giới đã có ký kết hợp tác với trường. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website ntt.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 1900 2039. Chúng ta xem tiếp một ví dụ thứ năm, cũng là một trong những cái kiểu làm đặc biệt như sau. Cho hàm số fx có đạo hàm trên R thỏa điều kiện f1 bằng E, f'x trừ fx bằng x bình phương cộng 1 nhân E mũ x bình phương cộng 2x trừ 1 trên 2. Tính giá trị của hàm số f tại x bằng 5. Thế thì ở đây chúng ta để ý như thế này. Vế trái của chúng ta cho một cái biểu thức là f' trừ f thì thường chúng ta sẽ liên tưởng đến cái công thức đạo hàm U nhân V đạo hàm bằng U phải V trừ V phải U cộng V phải U cộng chúng phải trừ. Thế thì ở đây chúng ta thấy người ta cho hàm mũ, như vậy thì ở đây là dấu trừ nữa. Như vậy ta sẽ nghĩ đến cái chuyện như sau: chúng ta sẽ nhân hai vế của cái biểu thức để bài cho, ta nhân hai vế thêm cho cái biểu thức E mũ trừ X thì chúng ta được vế trái của chúng ta là gì? F phẩy x nhân E mũ trừ x trừ cho E mũ trừ x fx, thì chúng ta nhận ra được ngay vế trái của chúng ta, nó chính là cái hàm F nhân cho E mũ trừ x tất cả đạo hàm. Từ từ cái chuyện đó chúng ta bàn sau. Vậy thì vế phải chúng ta còn lại gì? X bình phương cộng 1. Ta nhân cho E mũ trừ x ở đây và thu gọn mũ lại thì chúng ta còn lại là E mũ x bình phương trừ 1 chia 2 thôi. Vừa rồi mới nói, vế trái chúng ta nhận ra được nó là cái gì? Nó là cái hàm fx nhân cho E mũ trừ x tất cả đạo hàm, đúng không nào? Đó. Rồi bây giờ, để bài cho chúng ta biết f1 bằng E và giá trị, tính giá trị của f5. Do vậy mà chúng ta nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ lấy tích phân đi từ 1 đến 5 hai vế. Thì chúng ta có được tích phân từ 1 đến 5 vế trái bằng tích phân từ 1 đến 5 của vế phải. Thế thì vế trái chúng ta có được cái gì? Tích phân nguyên hàm của fx E mũ trừ x tất cả đạo hàm thì bằng cái gì? Thì bằng là fx nhân E mũ trừ x, đúng không nào? Lấy trên đoạn từ 1 đến 5. Rồi ở đây chúng ta phân phối cái E mũ x bình trừ 2 vào, chúng ta tách thành hai tích phân thì nó bằng tích phân từ 1 đến 5 của x bình phương nhân cho E mũ x bình trừ 1 chia 2. Rồi cộng tiếp cho tích phân từ 1 đến 5 nhân vào, chúng ta được là E mũ x bình trừ 1 chia 2 dx. Thế thì ở đây chúng ta thế số 5 vào đây thì chúng ta có được cái gì? F5 nhân E mũ trừ 5. Thì F5 đã xuất hiện ở đây để chuẩn bị chúng ta theo yêu cầu bài toán tính giá trị F5. Thì đây chúng ta có đây. Ta thay 1 vào ta có được cái gì? Trừ cho F1 E mũ trừ 1. Mà giả thiết cho chúng ta biết
F1 bằng bao nhiêu? Bằng E. Ta thay F1 bằng E, E nhân E mũ trừ 1 thì bằng 1. Như vậy cả cái nhóm đằng sau này ta được thay bằng con số trừ 1, đúng không nào? Rồi bây giờ tiếp tục. Cái tích phân thứ nhất ta sẽ đặt nó là tích phân Y. Và tích phân thứ hai ta đặt là cái tích phân G. Bây giờ ta sẽ đi tính cái tích phân G này như sau. Bằng Y, chúng ta chép lại ở đây nhé. Ta tính G như sau bằng phương pháp từng phần. Bằng cách chúng ta đặt U và DV. Ở đây cụ thể chúng ta đặt U bằng E mũ X bình phương trừ 1 chia 2. Có U chúng ta đi tính DU bằng cách lấy đạo hàm hai vế. Đạo hàm của E mũ U bằng U phẩy E mũ U X bình trừ 1 chia 2. Lấy đạo hàm chúng ta ra được X nhân cho E mũ U tức là X bình trừ 1 chia 2. Vậy thì DV của chúng ta là phần còn lại, tức là DV bằng DX. Nghĩa là chúng ta có được V bằng X. Do vậy tích phân G của chúng ta bằng cái gì? UV tức là U đây, V đây, nhân lại X nhân cho E mũ X bình phương trừ 1 chia 2. Lấy trên đoạn từ đâu? Từ 1 đến 5. Đúng chưa? Rồi trừ tiếp cho tích phân của VDU. V đây là X, DU là X nhân cho E mũ X bình trừ 1 chia 2. X nhân cho X được là X bình phương. Như vậy trừ cho tích phân từ 1 đến 5 của X bình phương E mũ X bình trừ 1 chia 2 DX. Và chúng ta để ý với nhau rằng cái tích phân mà chúng ta vừa mới xuất hiện ở đây nó chính là cái giá trị của Y. Như vậy thì cái Y này trừ cho Y này hết, đúng không nào? Như vậy chúng ta chỉ còn lại X nhân cho E mũ X bình trừ 1 chia 2, tất cả lấy trên đoạn từ 1 đến 5. Chúng ta thay giá trị 5 vào chúng ta được bao nhiêu? 5 E mũ 12, 25 trừ đi 1 còn 24 chia cho 2 là 12. Ta thay 1 vào đây thì ta có được bao nhiêu? Trừ đi cho 1 E mũ 0 bằng 1. Đây trừ 1 đây. Đây kiểm tra lại, nhiều khi chúng ta đi hơi xa. F5 nhân E mũ trừ 5 trừ 1 bằng 5 E mũ 12 trừ 1. Thì trừ 1 này với trừ 1 này đơn giản hết. Ta rút được F5 thì chuyển E mũ trừ 5 sang thì bằng nhân cho E mũ 5. Đúng không? Dấu trừ chuyển thành dấu cộng. 12 cộng cho 5 nó ra 17. Như vậy nó bằng 5 nhân cho E mũ 17. Và phương án đúng của chúng ta là phương án A. À, như vậy thì thông qua 5 ví dụ mà chúng ta theo dõi thì mỗi một ví dụ nó có một cái cách thức tính toán một cái nguyên hàm, một cái tích phân một cách đặc trưng. Thì hy vọng rằng là qua 5 ví dụ này thầy giúp cho các em một số những cái phương pháp cá biệt để đi tính toán một cái tích phân hoặc một nguyên hàm nào đó. Thế bài học của chúng ta đến đây là chấm dứt. Thì thầy chúc các em đạt được thành công trong kỳ thi sắp tới. Thân ái chào các em.